Sáng nay, 18 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị. Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thôi phụ trách điều hành văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tập trung làm nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời trao quyết định điều động ông Nguyễn Anh Diệt, Giám đốc Sở Công Thương đến công tác tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ chánh văn phòng thời hạn 5 năm. Điều động ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc đến công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc thời hạn 5 năm. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 6 năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa ghi nhận những đóng góp của các đồng chí vừa được trao quyết định phân công điều động bổ nhiệm và mong muốn khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ trình đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành tỉnh và địa phương để quy tụ sức mạnh tập thể, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh giao cho.